Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vui cùng Len Sợi Happyland. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để móc một chiếc đầm suông như thế này. Mình có một cái video giới thiệu về cái mẫu đầm này rồi, nên là nếu mà bạn nào mà chưa rõ về cái mẫu đầm này thì mình có thể quay lại cái video đầu tiên của mình nhé. Cái video phần 1 đó, giới thiệu cái mẫu móc đầm này. Còn hôm nay mình sẽ đi hướng dẫn chi tiết móc, cái cách để móc. Và đây mình sẽ bắt đầu móc cái phần đai váy này trước nha các bạn. Mình sẽ móc cái phần đai của cái đầm này trước. Và với cái mẫu đầm này thì ở đây mình sử dụng sợi là sợi cô tông 100%, có xe thêm kim tuyến. Đó, nó lấp la lấp lánh rất là đẹp nha các bạn. Và kích thước của cái sợi này là chừng 0.8mm thôi. Với cái mẫu đầm như thế này là đầm mặc mùa hè á các bạn, thì các bạn nên sử dụng các loại sợi xe có kích thước tầm 1mm đổ lại để cho cái đầm của mình nó mềm và nó nhẹ nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu mình đi móc chi tiết cái phần đai này. Thì với cái phần đai móc này thì mình sẽ sử dụng cái kim nó có kích thước nhỏ hơn. Phần bên trên phần váy ấy, chi tiết phần thân váy thì mình sẽ móc là kim 1.75mm. Nhưng mà cái phần đai váy này thì mình sẽ sử dụng kim móc là kim 1.5mm, nó nhỏ hơn một chút xíu. Còn về sợi móc và kim móc thì các bạn tùy theo cái sợi mà các bạn sử dụng để các bạn lựa kim cho nó phù hợp nha. Ở đây bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi móc. Đây, với cái phần đai của cái đầm thì mình sẽ móc kim là kim 1.5 với cái sợi này, sợi 0.8mm. Cái phần đai đầm mình sẽ móc đi ngang nha các bạn. Đây, các bạn sẽ tạo một dây bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đây, mình sẽ tạo một cái dây là 18 bính. Cái phần đai của cái đầm này thì mình móc của nó kích thước nó rơi tầm khoảng từ 6 đến 7 xăng nha các bạn. Đây, cái đai này của mình là 6 xăng. Đó, nếu mà bạn nào muốn lớn hơn thì mình sẽ móc là 7 xăng. Ở đây với cái sợi của mình là sợi 0.8mm và với kích thước là 7 xăng là 6 xăng, của mình là 6 xăng thì mình đang gây là 18 bính. Đây, các bạn gây đủ số bính là 18 bính, mình sẽ dừng lại này. Mình lên tiếp 1, 2, 3 bính. 3 bính này coi như là một mũi móc kép. Bây giờ các bạn sẽ móc lần lượt các mũi móc kép vào các bính còn lại. Và khi kết thúc cái hàng này là mình sẽ có 19 mũi nha các bạn. 19 mũi móc kép. Đây, với hàng thứ nhất đây. Hàng thứ nhất các bạn cứ móc mũi móc kép bình thường. Và thank you.
tới đây là mình đã xong một cái hàng thứ hai. Các bạn lưu ý là cái mũi móc đầu tiên là mình lên dây bính, nên là các bạn nhớ là mình sẽ còn một cái mũi ở đó nữa nha. Các bạn sẽ cần phải đâm thêm một mũi móc kép vào cái chân mình lên bính đó. Bây giờ mình sẽ quay lại và mình móc, mình lên 3 bính, 1 2 3. Và ở hàng này thì mình cũng sẽ móc mũi kép, nhưng mà mình móc cạnh trước nha các bạn. Mình móc cạnh trước toàn bộ là tới đây là mình đã xong hàng thứ ba rồi. À, các bạn cứ móc như thế nhé, một hàng cạnh trước, một hàng mũi kép cạnh trước, một hàng mũi kép cạnh sau, móc lần lượt nha các bạn. Cứ một hàng cạnh trước, một hàng cạnh sau, và khi mà kết thúc một hàng thì các bạn sẽ quay đầu và mình lên 3 bính và mình móc tiếp. Và khi cái hàng các bạn lưu ý cái mũi mà mình quay đầu mình lên 3 bính nha các bạn, là các bạn nhớ là mình sẽ còn một cái mũi đó. Nếu mà các bạn móc sót là số mũi nó sẽ không có đều nhau. Đây là ví dụ như ở đây của mình là mình đang đi 18 bính. 18 bính là mình có 18 mũi. Với một mũi mình lên dây bính là 3 bính đó, là 10 tổng là mình có 19 mũi. Thì khi các bạn móc mà các bạn đếm lại cái trên cái hàng móc của mình có đủ 19 mũi là mình đã móc đủ nha. Vì là nhiều bạn là sẽ bị sót cái mũi đầu tiên ở cái hàng mà mình lên dây bính đó. Thì bây giờ các bạn cứ móc tiếp lần lượt cho tới khi cứ một hàng mình móc mũi kép cạnh trước, xong tiếp tới lại một hàng móc mũi kép cạnh sau. Cứ móc lần lượt như thế cho đến khi đủ độ dài nha các bạn. Đây, mục đích để móc cạnh trước và cạnh sau như thế để mình tạo lên cái đường gân nổi lên như thế này ở cái phần đai của cái đầm nha các bạn. Đây, các bạn thấy đây là cái phần mặt sau, cái phần mặt trong đó, cái phần phía trong đầm, còn đây là cái phần phía ngoài. Nó sẽ nổi lên một cái đường gân như thế này. Còn về độ dài của cái đai này thì với mẫu móc của em bé, với mẫu móc trẻ em á, thì các bạn đo theo cái vòng bụng nhá. Vì thường các bé thì sẽ có cái vòng bụng lớn, nhiều bé có cái bụng tròn á, nên là các bạn sẽ đo theo cái vòng bụng, đo vừa cái vòng bụng. Và mình sẽ, vì đây là cái mẫu đầm suông, nó không có bó, nó không có chít eo, không có bó, nên là khi các bạn đo cái số đo theo, ví dụ như các bé mà có vòng bụng lớn thì mình lấy theo số đo vòng bụng, và các bạn nhích thêm một xíu nhé, nhích thêm chừng 1 xăng. Tức là khi mà đo vòng bụng, giả dụ như các bạn đo vòng bụng là 68 thì các bạn móc các bạn sẽ đo cái này là 69. Còn với những cái bé mà lớn, những bé lớn, bé gái lớn hoặc là mẫu của người lớn á, thì các bạn đo cái dây này theo cái vòng ngực của mình, theo cái vòng ngực của mình, và đương nhiên là cũng sẽ tăng thêm 1 xăng, tăng thêm 1 đến 2 xăng.
tùy theo, nhưng mà thường là mình sẽ chỉ tăng thêm 1 xăng. Còn với bạn nào mà bụng lớn, tức là những cái bạn mà mình đang nói mẫu người lớn nhá, những cái bạn mà có cái bụng bụng lớn á, thì mình sẽ lấy theo số đo vòng bụng nha. Vì đây là cái mẫu đầm xương chui đầu nên là mình sẽ lấy cái số đo vòng lớn nhất, vòng bụng hoặc vòng ngực, thì hai trong hai cái vòng đấy mà số đo vòng nào lớn thì mình sẽ lấy theo cái số đo của vòng đó. Ví dụ như các bạn có cái vòng ngực lớn thì mình lấy theo cái số đo của vòng ngực, còn bạn nào có cái vòng bụng lớn hơn thì mình lấy theo cái số đo của vòng bụng. Và vì là mẫu đầm xương nên là mình sẽ nhích hơn so với cái số đo thực tế của mình là 1 xăng. Đây, mình chập cái phần đai lại, mình chập cái phần đai lại, xong rồi mình sẽ móc phần này, mình sẽ móc vòng quanh luôn. Nên là các bạn sẽ không có phải lo là sẽ phải ráp nha. Mình sẽ chỉ cần khâu nguyên cái phần này thôi. Còn phía phần trên áo và phần thân dưới của đầm mình đều móc vòng quanh, không có phải ráp gì cả. Nên nó rất là nhanh và cũng rất là đơn giản. Và với cái phần thân áo thì mình sẽ đổi kim móc nha các bạn. Mình đổi kim móc, ở đây mình sử dụng kim là kim 1.75mm. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn cái phần họa tiết nha. Bây giờ các bạn nối hai cái điểm này vô, mình nối bằng mũi trượt. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết. Ví dụ như ở đây mình sẽ có các đường gân đây. Các bạn, như các bạn quan sát là mỗi hàng nó sẽ nổi lên một cái đường gân như thế này. Nên là mình sẽ móc họa tiết vào, trực tiếp vào cái đường gân đó, theo cái số đường gân đó. Bây giờ mình sẽ móc. Một mũi kép tại cái đường gân đầu tiên đây nha các bạn. Tại cái đường gân thứ nhất đây, mình sẽ móc một mũi kép nè. Hai mũi kép lên một bính. Móc tiếp một kép, hai kép lên một bính, một kép, hai kép. Ở đây mình đã xong được cái họa tiết thứ nhất. Với họa tiết thứ nhất thì mình sẽ gồm này, một hai mũi kép, một bính, hai mũi kép, rồi đến một bính chung vô một chân. Bây giờ tới họa tiết thứ hai. Với những thì bạn, mình sẽ bỏ qua cái đường gân thứ hai này nha các bạn, bỏ qua và mình móc sang cái đường gân thứ ba này. Mình móc đến họa tiết thứ hai. Một bính, một mũi kép lên một bính. Xong cái họa tiết thứ hai. Hai cái họa tiết này nó sẽ tạo ra một cụm nha các bạn. Tức là khi mà chúng ta đi cái họa tiết á, thì hai cái họa tiết nhỏ này nó sẽ tạo ra một cái họa tiết lớn trong cái phần mà mình móc. Đây là bây giờ các bạn sẽ móc lần lượt cho tới hết. Đây, bỏ qua một đường gân, mình sẽ móc cái họa tiết tiếp theo và cái đường gân tiếp. Tiếp tục bỏ qua một đường gân,
Bỏ qua một đường gân này, nó sẽ móc một mũi kép, hai mũi kép, một bính, một mũi kép, một mũi, hai mũi kép, một bính, một mũi kép, hai mũi kép. Xong họa tiết đầu tiên bỏ qua một đường gân, móc tiếp một kép, một bính, một kép. Các bạn cứ móc lần lượt cho đến hết cái vòng này của mình nha. Mình sẽ móc lần lượt cho hết cái vòng đai này. Từ đây là mình đã xong cái hàng họa tiết đầu tiên. Cái hàng họa tiết đầu tiên là cái hàng quan trọng nhất nha các bạn, để quyết định tới cái việc mà nó ra cái dáng của cái phần thân váy. Nên còn bắt đầu từ cái hàng thứ hai trở đi thì nó khá là đơn giản, thì các bạn cứ móc theo họa tiết bình thường thôi, vì các bạn sẽ không có cần phải tăng mũi hay là giảm mũi gì cả. Nên là cái hàng họa tiết đầu tiên các bạn mình cố gắng để mình móc cho nó chuẩn nhá. Để bắt đầu từ những cái hàng họa tiết thứ sau thì mình cứ thế mình móc thôi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ móc tới cái hàng họa tiết thứ hai. À, và còn một cái điều lưu ý nữa mà lúc nãy mình quên, mình không nhắc các bạn, đó là khi mà mình gập hai cái miếng đai này dâu, gập cái miếng đai dâu thì các bạn lưu ý cái phần nổi gân là cái phần mặt phải nhá, là cái phần ra ngoài á, nó sẽ hướng ra ngoài của cái đầm, còn cái phần phía trong đây là phần mặt trái. Còn nếu mà bạn nào mà không thích cái đường gân này thì mình có thể quay cái mặt sản phẩm ngược lại, tức là mình quay cái mặt trong đây, cái mặt phía trong đây nó cũng rất là đẹp nha. Còn ở đây thì mình cho cái phần nổi gân ra ngoài để nó tạo điểm nhấn cho cái phần đầm của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sang cái hàng họa tiết thứ hai. Cái này mình sẽ đi vòng tròn nên nó sẽ không có cái điểm kết. Đây, tới đây của mình là đủ cái số bông, cứ hai cái họa tiết nhỏ này nó sẽ tạo ra một cái họa tiết lớn. Ở đây của mình nó vừa đủ luôn, nó vừa đủ tới đây là đến cái họa tiết nhỏ này. Bây giờ tiếp tục mình sẽ móc sang cái hàng họa tiết thứ hai nha. Cái hàng họa tiết thứ hai các bạn móc luôn, mình không cần phải lên bính hay gì hết, lấy len lên này móc tại cái họa tiết lớn đầu tiên á. Cái họa tiết mà mình sẽ đi là hai mũi kép một bính, hai kép một bính, rồi đến hai kép chung một chân ạ. Thì tại cái đường bính này, tại cái bính mà mình lên ạ, bây giờ mình sẽ móc vào đây hai mũi kép, một mũi kép, hai kép, tức là tại cái chân bính mà mình lên giữa bốn mũi kép đó, mình sẽ móc vào hai mũi kép. Tiếp tục mình lên một bính, hai bính, mình móc tiếp tục vào hai mũi kép, hai mũi kép vào cái bính tiếp theo. Đây nha các bạn. Đó, bây giờ tại cái họa tiết mà một kép một bính rồi đến một kép chung chân, mình sẽ móc một mũi kép, sau đó mình lên hai bính, một hai bính, rồi đến một kép. Đó, tiếp tục tương tự mình cũng sẽ móc lần lượt như thế, hai kép, hai bính, rồi tới hai kép vô chân bính tiếp theo. Tiếp tục một mũi kép, lên hai bính, một mũi kép, tiếp tục một mũi kép, hai kép, lên hai bính, một mũi kép, hai mũi
họa tiết thứ hai đây nha các bạn. Mình sẽ nói lại một lần nữa để cho nếu mà bạn nào mà chưa có rõ. Ở cái họa tiết lớn đầu tiên đây, mình sẽ đi hai mũi kép vào cái bính, vào cái chân bính mà mình lên ở cái hàng đầu tiên. Sau đó mình lên hai bính, 1 2, tiếp tục hai mũi kép vào cái bính tiếp theo. Lớn đầu tiên mình đã tạo ra một cái họa tiết tiếp theo ở cái hàng thứ hai. Tiếp tục tới cái họa tiết nhỏ này, mình sẽ móc một mũi kép lên hai bính, rồi móc tiếp một mũi kép cùng vào cái chân bính đó, và các bạn cứ móc lần lượt cho tới hết nha, tới hết vòng. Tới đây là mình đã xong cái hàng họa tiết thứ hai. Bây giờ tiếp tới mình sẽ móc tới cái hàng họa tiết thứ ba nha các bạn. Với cái này thì mình cứ hai hàng là mình sẽ tạo ra được một cụm họa tiết. Thì đây tiếp tới mình sẽ móc tới cái hàng họa tiết thứ ba. Hàng họa tiết thứ ba thì nó đây các bạn, bắt đầu mình sẽ móc nó giống cái hàng họa tiết đầu tiên nha các bạn. Bắt đầu hàng họa tiết thứ ba thì nó sẽ giống cái hàng họa tiết đầu tiên, nhưng mà cái họa tiết nó sẽ bị lệch, nó sẽ lệch nha, tức là giống kiểu nó so le nhau á. Đây, kết thúc hàng thứ hai đây rồi, bây giờ tiếp tới hàng họa tiết thứ ba. Lấy sợi lên, mình sẽ móc một kép lên một bính, một kép, tiếp tục lấy sợi, mình sẽ móc vào cái ô này đây, một kép này, hai kép, một bính, một kép, hai kép, một bính, liên tiếp một kép. Một mũi kép, hai mũi kép. Đó. Tiếp tục sẽ là một, sang cái ô tiếp theo, một mũi kép đến một bính, xong rồi một mũi kép. Ở đây các bạn chú ý, các bạn để ý nhé, là cái họa tiết của mình, cái bông to này nó đang bị lệch nhau, nó so le nhau, và mình cứ móc lần lượt cho tới hết nha. Tiếp tục đây, mình sẽ móc một kép, hai kép, một bính, một kép, hai kép, một bính, rồi đến một kép, hai kép. Các bạn nhìn kỹ không ạ? Mình sẽ móc tiếp tục. Là một kép, một bính, xong rồi đến một kép. Nó sẽ giống cái hàng đầu tiên, giống cái hàng họa tiết đầu tiên. Nhưng cái hàng họa tiết đầu tiên chúng ta sẽ đi là hai mũi kép, một mũi bính, hai mũi kép, một mũi bính đến hai mũi kép, chung đôi chân. Xong tiếp tới mình sẽ đi là một kép, một bính và một kép chung chân. Nhưng cái hàng họa tiết thứ ba này thì nó giống nhưng mà nó sẽ ngược lại, là chúng ta sẽ đi một mũi kép đến một bính, xong tới một mũi kép chung đôi chân. Xong tiếp tới mình mới đi tới cái họa tiết hai kép, một bính, hai kép, một bính, hai kép. Đó. Thì các bạn cứ đi lần lượt như thế cho khi tới hết hàng nha, tới hết cái vòng của mình.
một mũi kép này, hai mũi kép, một bính, một mũi kép, hai mũi kép, một bính, một mũi kép, hai mũi kép. Tiếp tục sẽ đi là một mũi kép, một bính, rồi tới một mũi kép. Và các bạn cứ đi lần lượt như thế cho tới khi hết vòng nha. Là mình cứ đi lần lượt như thế. Tương tự như vậy với cái hàng tiếp theo, hàng họa tiết thứ tư, thì mình sẽ lặp lại cái hàng họa tiết thứ hai, cứ lặp lại dần như thế cho tới khi mà đủ cái độ dài. Tới đây là mình đã móc đủ cái độ dài từ cái phần đai của cái đầm đây, từ cái phần đai này lên đến cái phần ngực là mình đã móc đủ cái độ dài rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi mình chia nách nha các bạn. Thì trước khi chia nách thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn xác định cái độ dài từ cái phần đai đầm này lên đến phần ngực. Thì cái này thì các bạn sẽ lấy số đo thực tế nha. Các bạn đo có thể đo trực tiếp trên người mình, đo trực tiếp trên mẫu. Hoặc là các bạn có thể lấy một cái đầm nào, một cái mẫu đầm nào đó mà các bạn thấy ưng ý và mình sẽ đo lên đây. Ở đây là mình ví dụ đây, đây là một cái đầm mà mình, cái đầm này là mình may theo số đo chứ mình không có mua nha. Thì ở đây trên cái đầm của mình đây nó có một cái đai phần chít eo đây đó. Thì bây giờ các bạn sẽ đo, thứ nhất là mình sẽ đo cái độ dài từ cái phần cổ xuống đến cái phần đai. Nếu các bạn mà muốn cái chỗ đai, cái phần đai của cái đầm này nó nằm ở phần eo, nằm ở eo á, thì các bạn sẽ đo từ eo lên nha, đo trực tiếp lên người từ eo lên đến cổ, lên đến phần hạ cổ. Nếu có xem các bạn muốn hạ cổ tới đâu, cổ cao hay cổ thấp. Đây ví dụ như ở đây mình lấy theo cái số đo của cái đầm này, thì đây mình muốn cái đai này nó nằm ở phần eo, thì cái đầm này của mình đây, cái đường này cũng là cái đường chỗ nhấn eo đây, thì mình đo đến cái phần hạ cổ, cổ của mình đây. À, mình sẽ là 26 xăng nha. Và mình sẽ đo đến cái phần nách nha các bạn. Mình sẽ đo tới cái phần, từ cái phần eo lên đến cái phần nách. Đây, từ phần eo lên cái phần nách đây. Từ phần eo lên phần nách là 16 xăng. Cái cách mà các bạn, và mình sẽ đo luôn cái phần độ rộng của cái phần nách này nha các bạn. Mình sẽ đo luôn để lát nữa mình sẽ chia nách luôn. Với những cái mẫu mà mình sát nách ạ, đây mình đang hướng dẫn mẫu sát nách, nên là cái nách của mình ở đây là 4 xăng. Đấy là cái cách mà mình đo, mình lấy số đo nha các bạn. Còn nếu mà ví dụ như các bạn muốn cái phần đai này, muốn cái đai này nó hạ lùi xuống cái phần bụng, tức là ví dụ như đây, ở đây là cái phần hạ eo của mình, cái phần hạ eo của mình ở đây, nhưng bây giờ nếu mà các bạn muốn nó lùi xuống cái phần bụng đây một xíu, các bạn muốn nó lùi tới đâu thì mình sẽ đặt và mình sẽ đo lên tới đó. Đây là cái với những bạn mà không có phải là dân may vá, tức là không chuyên may vá, thì đây là cái cách để mình đo nhé. Mình đo trên những cái mẫu đầm mà mình cảm thấy mình ưng ý nhất và cái số đo nó vừa với mình nhất đó, thì mình sẽ đo chuẩn xác. Còn nếu mà bạn nào mà có kinh nghiệm về may vá thì mình sẽ đo trực tiếp lên cái số đo trên cơ thể của mình luôn. Mình đo từ eo lên tới phần cổ, rồi từ eo lên đến để lấy từ eo lên đến nách, để mình lấy và cái độ rộng của nách để mình lấy cái số đo vòng nách luôn. Thì ở đây của mình là mình cái đai này mình sẽ đặt ở phần eo, thì mình sẽ đặt ở phần eo lên, nên là mình sẽ lấy cái số đo của mình đây là từ cái chân đai này lên đến phần ngực của mình là 16 xăng, là đủ rồi, đủ cái độ dài như lúc nãy mình vừa đo là 16 xăng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chia nách nha. Ok,
kết thúc hàng với cái mẫu này thì các bạn kết thúc ở hàng nào cũng được, mình tại vì cái họa tiết của nó các bạn sẽ móc lên luôn nên là không có lo là họa tiết nó sao cả. Đây bây giờ mình sẽ chia nách. Chia nách của mình là 4 xăng. Mỗi bên nó sẽ là 4 xăng nha các bạn. Thì đây bây giờ đến đây của mình là kết thúc hàng này các bạn. Lúc trước mình có đánh dấu ở đây. Thì kết thúc cái hàng cuối cùng á, các bạn sẽ đi bằng một mũi trượt nha. Kết thúc cái hàng cuối cùng thì mình sẽ đi bằng một mũi trượt. Đây mình lúc nãy mình có chia sẵn. Rất mất tiêu luôn. 1, 2, 3. Một con, hai con, ba con. Đây tới đây là mình đã kết thúc cái hàng hàng cuối trước khi mà mình chia nách, thì mình sẽ kết thúc bằng một mũi trượt nha, tại vì là cái của mình là mình đi vòng quanh nó không có điểm kết, nhưng mà khi chúng ta chia nách thì sẽ kết cái vòng này, thì mình sẽ trượt, mình dùng mũi trượt mình trượt sang cái ô bên này. Đó, và mình chia nách. Và khi mà các bạn chia xong cái phần nách rồi thì trong cái phần chia nách các bạn lưu ý cho mình một xíu. Là khi mà mình đo số đo mình chia theo đúng cái số đo rồi thì các bạn lưu ý để mình chia nhá, tại vì ở đây của mình có những cái hoa văn này, hai một cái bông nhỏ và một cái bông lớn sẽ tạo ra một cái hoa văn đó, thì các bạn chia ví dụ như nách bên này của mình đang chia là ba hoa văn của mình là đủ 4 xăng đó, thì nách bên đây mình cũng các bạn cũng phải chia cho nó là 3 hoa văn nhá. Mình sẽ đếm này, 1 2 3 hoa văn để cho hai bên nó đều nhau nha các bạn. Và khi mình móc lên thì nó cũng sẽ đẹp hơn, là nó đúng theo cái hoa văn của nó. Đó, sau khi mà mình chia cái phần nách xong rồi thì với cái mẫu này là khoét nách nên là các bạn móc cái phần trên nó cũng khá là đơn giản. Sau khi mà chia nách xong rồi thì các bạn sẽ móc thẳng lên nha. Mình sẽ móc phần ngực trước. Phần ngực trước mình các bạn cứ móc thẳng lên cho đến khi đủ cái số hàng tới cái phần hạ cổ của mình. Ví dụ như cổ của mình ở đây mình hạ cổ từ cổ tới eo của mình là 26 xăng, thì trừ cái phần từ eo tới nách là 16 xăng, nên mình sẽ móc cao lên là 10 xăng, là chiết được cái phần cổ trước. Thì bây giờ mình sẽ đi móc. Khi mà các bạn móc lên thân á thì các bạn sẽ đếm cái họa tiết này nha. Nếu mà phần nào mà ít họa tiết hơn thì mình sẽ để làm thân trước, còn phần nào nhiều họa tiết hơn thì mình sẽ để vào cái thân sau. Ví dụ như đây, ở đây mình đếm cái này là 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 họa tiết rưỡi. Còn phần phía sau đây của mình sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, phần phía sau của mình sẽ là 9 họa tiết, nên là các bạn lưu ý nha. Để cái phần lưng sau của mình á, bao giờ nó cũng sẽ có cái độ rộng hơn, nên là cái phần mà nhiều họa tiết hơn thì các bạn sẽ để về thân sau nha các bạn. Thì đây là cái điểm mà mình đánh dấu mình chiết nách này. Thì bây giờ các bạn sẽ đi trượt, đi các mũi trượt vô để mình không có phải cắt sợi nha. Mình trượt tới cái điểm chiết nách để mình móc tiếp lên. Thì có bao nhiêu mũi thì các bạn trượt là bấy nhiêu mũi trượt thôi. Đây, tới đây là mình hết cái phần mũi trượt chiết nách rồi, và bây giờ mình sẽ móc luôn. Mình sẽ móc luôn nha các bạn. Và đây cái điểm kết của mình đây, nó là cái hoa văn này. Thì bây giờ các bạn cứ móc hoa văn như bình thường thôi, móc cái họa tiết như bình thường.
khi mà các bạn móc được vài hàng á, các bạn sẽ biết được cái quy luật đi họa tiết nha. Và các bạn sẽ biết đến đâu là mình đi cái mũi móc nào. Ví dụ như của mình đây, sau khi mà mình trượt hết cái phần của nách rồi thì cái điểm bắt đầu của cái phần thân trước của mình đây, nó là cái họa tiết là một mũi kép, một bính, một mũi kép. Nên là tại đây mình sẽ đi cái họa tiết tiếp theo của cái hàng trên ạ, của cái hàng tiếp theo sẽ là một mũi kép, hai bính, một mũi kép. Còn nếu cái điểm kết thúc của các bạn ở đây nó là cái họa tiết lớn, họa tiết là hai kép, một bính, hai kép, một bính, thì mình sẽ đi là hai kép, hai bính, hai kép. Đó. Khi mà các bạn đi được một hai hàng các bạn quen rồi là mình sẽ biết được tới cái điểm nào mình đi cái họa tiết nào, đi mũi móc nào nha. Vì cái họa tiết này nó cũng khá là đơn giản. Và mình cứ móc lên cho tới khi mà được cái độ dài tới cái phần cổ như cái số đo mà mình đo nha. Tương tự như vậy với cái phần thân sau. Đây, ở đây mình sẽ hướng dẫn luôn cái phần thân sau. Vì phần thân sau mình cũng sẽ móc thẳng lên. Thì các bạn cũng sẽ lấy cái số đo phần thân sau nha. Đây, các bạn cũng sẽ lấy cái số đo từ cổ. Mình đo từ cổ xuống cái điểm hạ eo của phần thân sau là 33 cm. Thì các bạn trừ đi cái phần nách, trừ đi cái phần nách từ eo lên đến nách 16 cm, thì mình sẽ còn trừ đi 16 là mình sẽ còn 17 cm nha. Thì tức là từ cái điểm này, từ cái điểm mà mình bắt đầu mình chiết nách đó, cái phần thân thân trước thì các bạn sẽ lên là 10 cm, lên 10 cm đến cổ, còn phần thân sau thì mình sẽ lên là 17 cm. Phần thân trước và thân sau các bạn cứ móc thẳng lên nha. Nhưng mà khi móc thẳng lên thì mình sẽ hướng dẫn một chút. Đây, mình sẽ lên 3 bính. Đây là ở đầu hàng. Với cái hàng đầu tiên đây, hàng đầu tiên thì các bạn cứ móc bình thường. Còn từ cái hàng tiếp sau trở đi thì trước khi móc vào phần họa tiết ạ, thì các bạn lên 1 bính, 2 bính, 3 bính. Trước khi móc về phần họa tiết các bạn sẽ lên 3 bính này, mình quay lại và móc họa tiết bình thường. Tới đây là mình đã kết thúc cái phần họa tiết, nhưng mà mình sẽ còn một cái mũi kép nữa nha. Các bạn sẽ móc một cái mũi kép vào cái đầu của cái bính, đầu của cái mũi mà mình lên 3 bính đó. Đó, để cho cái phần này của mình nó sẽ được thẳng nha các bạn. Phần hai bên của mình đang được thẳng. Tức là khi bắt đầu một hàng, các bạn quay đầu, các bạn sẽ quay lại và các bạn lên 3 bính. Các bạn lên 3 bính và mình móc họa tiết bình thường. Móc họa tiết bình thường đến khi hết phần họa tiết thì kết thúc cái hàng đó, bạn sẽ móc thêm một cái mũi kép vào cái mũi bính mà lúc đầu mà mình đã lên ở cái hàng trước đó các bạn, để cho cái đường của hai bên của mình đây nó phẳng, nó thẳng như thế này đây đó. Thì các bạn cứ móc cho đến khi đủ độ cao thì mình dừng lại nha, đến khi đủ cái chiều dài theo cái số đo mà các bạn đang thực hiện cái mẫu nha. À, tới đây sau khi mà các bạn đã móc đủ cái độ dài từ cái phần nách lên đến cái phần cổ, lên đến cái phần vai rồi, thì bắt đầu mình sẽ nối hai cái cầu vai lại nha các bạn. Mình sẽ nối cái hai cái bên vai lại, mình sẽ nối hai cái điểm này lại.
Thì trong trường hợp nếu mà các bạn muốn cái cổ nó đi tròn, cái cổ nó đi tròn á, cái cổ phía dưới nó thấp hơn, cái cổ phía trên nó cao hơn, à, cái cổ phía sau nó cao hơn, mình đi tròn thế này thì mình sẽ lên thêm dây bính nha các bạn. Thì ở đây ví dụ các bạn sẽ đi lên thêm dây bính để mình nối vào bên cái vai bên này. Thì cái số bính mà mình lên á thì nó chia hết cho 8 nha. Thì ở đây mình sẽ lên, giả dụ mình lên 8 bính đi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây sau đó các bạn nối vào cái vai bên này. Nối vào cái vai bên này bằng một mũi trượt. Sau đó thì mình móc họa tiết bình thường. Mình móc vòng quanh cái nách này chừng 1-2 hàng để cho cái nách của mình nó lớn, để cho cái phần trên vai của mình nó lớn nha. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cái họa tiết ở cái phần mà mình lên bính. Thì chúng ta sẽ cách ra 1-2-3 chân, mình sẽ cách ra 3 bính và mình móc vào cái bính thứ tư nha các bạn. Mình móc vào cái chân bính thứ tư, cái họa tiết đầu tiên. Cái họa tiết đầu tiên thì mình móc cái họa tiết đầu tiên, họa tiết lớn này. Một mũi kép. Hai kép xong lên một bính, tiếp tục hai mũi kép vô chân nó luôn. Trong quá trình móc thì các bạn kẹp cái sợi dây dư vô. Tiếp tục lên một bính rồi móc hai kép vô cùng với chân nó luôn. Đây là mình đã tạo được ra cái họa tiết đầu tiên, cái họa tiết lớn đầu tiên. Sau đó mình cách ra 1, 2, 3 bính. Mình cách ra 3 bính, mình móc vào cái bính tiếp theo. Mình móc vào cái bính tiếp theo, bính thứ tư đó. Một mũi kép lên một bính và một mũi kép. Đó, là trên cái dây bính này mình đã móc được một cái họa tiết. Một cái họa tiết này nó bao gồm hai cái họa tiết nhỏ nha các bạn. Sau đó các bạn cứ tiếp tục mình móc hết cái vòng nách này. Móc hết cái vòng nách này, cái họa tiết y chang cái họa tiết mà mình móc cái phần thân này nha chưa các bạn. Các bạn nghe. Mình cứ móc hết. Đấy là trong cái trường hợp mà các bạn muốn cái cổ trước nó thấp hơn. Nó thấp hơn, nó đi vòng, nó tạo ra được một cái đường vòng cung giống như này. Nó tạo ra một cái đường vòng cung như thế này đây. Cái cổ trước nó thấp hơn cái cổ sau. Cái cổ phía trước nó thấp hơn được cái phần sau gáy. Thì mình sẽ móc lên như thế bằng cái cách lên dây bính. Sau đó mình móc viền luôn cái vòng nách 1 đến 2 hàng nha. Còn nếu mà các bạn muốn đi cổ ngang thì ở đây thì mình đang đi cái cổ ngang này. Mình muốn móc cái cổ ngang thì các bạn có hai cách. Các bạn chập vô thế này và mình dùng kim khâu len để mình khâu một đoạn. Mình khâu chừng 10 mũi. Đó. Các bạn khâu bên này 10 mũi thì bên này mình cũng sẽ khâu 10 mũi. Còn bên này giả dụ bên này mình khâu 8 mũi thì tùy tùy các bạn muốn nó cái phần cổ ngang á, cái cổ nó đi xa về bên hai vai hay là nó đi ôm vào cái cổ, ôm vào cái phần cổ thì mình sẽ khâu cái chiều dài nó chừng đó nha. Ví dụ như các bạn đây, giả dụ các bạn muốn nó đi đến đây, cái cổ phần đến đây thì mình sẽ khâu hai bên như thế này. Đó là mình dùng kim khâu len mình khâu trực tiếp luôn. Sau đó mình cũng sẽ viền cái vòng nách. Mình viền cái vòng nách thì mà lát nữa mình sẽ chỉ các bạn cái cách viền vòng nách. Còn ở đây thì mình sẽ giáp hai cái vai lại nhưng mà mình không có muốn nó võng xuống, không muốn nó tròn mà cũng không có muốn nó ngang quá. Thì mình sẽ đi như thế này. Các bạn sẽ trượt vô, mình dùng mũi trượt nha. Mình trượt vô 7 7 bính đi. Mình trượt vô 7 mũi. Mình trượt vô một cái bông ạ. Khi mà các bạn giáp ở bên này bao nhiêu mũi thì bên kia mình cũng giáp bấy nhiêu mũi nha các bạn. Để cho hai bên nó đều nhau. Vai bên này bao nhiêu mũi thì vai bên kia cũng bấy nhiêu mũi. Đó. Bây giờ mình đã trượt xong rồi, mình cho cái đường sợi vào trong. Bây giờ mình tiếp tục này, mình sẽ lên một bính, hai bính, các bạn lên hai bính, rồi mình sẽ nối vào bên này. Đó, mình giáp vào cái vai bên này luôn.
trượt qua. Xong tiếp tục mình lên 1 bính, 2 bính. Giáp vòng qua bên này. Mình giáp liền luôn nha các bạn. Hoặc là các bạn muốn cách ra một chân cũng được. 1, 2. Nếu mà bên này các bạn giáp liền thì bên kia cũng giáp liền. Bên này các bạn cách ra một chân thì bên kia mình cũng sẽ cách ra một chân, để cho hai cái vai nó đều nhau. 1, 2, mình lên 2 bính, xong mình cứ giáp với một chân ở bên này, một chân ở vai bên này với một chân ở vai bên kia, để tạo ra cái cầu vai nối cái hai cái vai lại. Nối hai mảnh lại để tạo ra cái cầu vai. Tiếp tục 1, 2. Các bạn cứ giáp thế cho tới hết. Tới đây là mình đã giáp ra xong hai cái mảnh để tạo ra cái cầu vai. Mục đích lúc nãy khi mà mình dùng mũi trượt đi vào là cái sợi của mình nó ở bên ngoài, và mình muốn giáp cái cầu vai nên là mình trượt vô bên trong để mình giáp từ trong ra. Thì bây giờ cái sợi của mình nó ra ngoài thì mình sẽ viền cái vòng nách luôn, mình móc viền cái vòng nách luôn, chứ mình không có phải cắt sợi hay nối sợi nữa. Nếu mà lúc trước mà các bạn cái sợi nó đang ở ngoài đây mà các bạn viền luôn, các bạn không có trượt vào bên trong, các bạn viền luôn, thì bây giờ cái sợi sau khi mà các bạn nối hai cái mảnh này vô thì cái sợi nó sẽ vô bên trong đây, và các bạn sẽ lại phải cắt sợi để ra đây mình viền cái vòng nách nha. Đó là cái mục đích mà mình đi cái mũi trượt như thế. Thì tương tự cái vai bên kia cũng thế, mình cũng sẽ giáp như vậy nha các bạn. Và sau khi mà giáp xong thì bắt đầu mình sẽ viền cái vòng nách này, viền cái vòng nách này. Thì cái vòng nách này các bạn viền thì các bạn có thể dùng cái họa tiết ở cái phần thân mình móc luôn. Mình móc luôn đây, mình viền một hàng thôi. Tại vì là ở đây mình đã tạo ra một cái đường vai này rồi, nên bây giờ mình móc một hàng nữa để cho cái vai của mình nó lớn hơn một xíu. Còn các bạn không viền cũng không sao nha. Tại vì do trong cái quá trình mình móc á, mình đã điều chỉnh để cho hai cái mép này nó thẳng rồi, nên các bạn không viền cũng được, cũng không có sao, nó cũng đã thẳng, cũng rất là đẹp rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn viền thì nó sẽ nhìn ra sản phẩm nó, cái vòng nách của mình nó sẽ mềm mại và đẹp hơn. Đó, thì ở đây mình sẽ viền, mình sử dụng ngay cái họa tiết này, họa tiết mà mình đang móc cái phần thân đó, mình viền luôn. Hoặc các bạn có thể dùng cái họa tiết khác cũng được, không có sao hết, tại vì là viền mà. Nhưng mà khi mà các bạn viền cái bên này như thế nào, cái nách bên này như thế nào, thì cái nách bên này mình cũng viền y chang như thế nha các bạn, để cho hai bên nó đều nhau, nó đẹp. Ở đây mình sẽ dùng cái họa tiết mà mình đang móc để mình viền luôn. Thì với cái họa tiết mình đang móc, mình viền á, thì nó sẽ có hai hàng để tạo ra được một cái họa tiết, hai hàng để chúng ta nhìn ra được cái họa tiết. Thì mình sẽ ở đây mình sẽ đi cái hàng thứ hai nha, tức là cái hàng mà bông nhỏ, chứ mình không đi cái hàng bông lớn. Vì nếu cái hàng bông lớn thì nó sẽ tạo ra một cái độ xòe nhất định, thì cái nách của mình nó sẽ không có được căng, cái vòng nách nó sẽ không có được căng, không có được nét. Nên là mình sẽ đi theo cái họa tiết của cái hàng thứ hai. Mình sẽ đi là một mũi kép, xong đến hai bính xong rồi tiếp đến một mũi kép. Và cái họa tiết thứ hai thì sẽ đi là hai kép, xong rồi hai bính, xong rồi hai kép. Đó, mình sẽ đi cái họa tiết của cái hàng đó nha, để cho cái vòng nách của mình nó được căng. Còn nếu mà các bạn đi cái vòng họa tiết là cái vòng lớn này, cái vòng họa tiết mà có cái bông lớn này, thì cái phần nách của mình nó sẽ hơi trùng một xíu. Hơi trùng một xíu thì nó sẽ không có được đẹp.
bạn cứ viền như thế cho tới hết cái vòng nách nha. Còn nếu mà bạn nào không có muốn viền như thế này thì mình có thể sử dụng cái họa tiết khác để mình viền. Thì cái nách của mình đây, khi mà mình móc, mình chia rồi mình móc lên cái phần thân nó cũng đã rất là phẳng rồi, nên là các bạn viền cũng được mà không viền cũng được nha. Mình viền thì nó sẽ đều hơn một xíu, chứ còn lúc trước là khi mà mình móc lên cái thân trước và thân sau, mình đã điều chỉnh để cho cái hai cái mép của nó rất là thẳng. Đây, tới đây là mình đã viền xong cái vòng nách rồi, thì các bạn sẽ kết thúc bằng mũi trượt. Mình trượt thêm một mũi nữa, xong rồi mình sẽ cắt sợi và giấu sợi nha. Đây, tới đây là mình đã xong cái vòng nách rồi. Tại đây các bạn sẽ cắt sợi đi. Đây, mình xong một cái nách. Bây giờ sang cái vòng nách tiếp theo nha các bạn. Vòng nách tiếp theo thì mình cũng làm tương tự. Bây giờ mình sẽ đi ráp cái cầu vai tiếp theo nha các bạn. Cái cầu vai tiếp theo thì nó sẽ cũng tương tự như cái cầu vai thứ nhất. Mình cũng ráp cái số lượng mũi cũng là theo một cái bông lớn bên này, ráp cho một cái bông lớn bên này. Thì ở đây là mình bắt đầu bằng sợi, đoạn sợi khác, nên là mình sẽ không cần phải đi cái mũi trượt nữa, mà mình bắt đầu từ phía trong này luôn. Từ phía trong đây luôn, một mũi bên này chập vô một mũi bên này. Các bạn đi từ phía trong, từ phía cổ ra nhé, từ phía cổ ra để lúc mình sẽ viền cái nách luôn, để không có phải cắt sợi. Sau đó mình cũng lên 1, 2 bính, mình ráp vào bên này. Mình đi một mũi trượt thôi, mình trượt ra thôi, mình lên tiếp 1, 2 bính. Rồi mình vòng qua bên đây. Và khi mình các bạn ráp ra thì các bạn nhớ kẹp cái sợi len thừa, cái sợi chỉ thừa nha. Tiếp tục 1, 2, mình cũng lên 2 bính bằng với bên kia. 1, 2.
Thế nên là mình đã ráp xong cái vai rồi. Và bây giờ tiếp tục, các bạn sẽ viền cái vòng nách bên này nhé. Viền, cách viền thì nó tương tự cái vòng nách bên kia. Bên kia các bạn viền thế nào thì bên này mình sẽ viền như thế. Ở đây mình sẽ móc. Đây, tới đây là mình đã viền xong cả cái vòng nách thứ hai rồi. Tới đây là mình đã xong cái phần thân trên nha các bạn. Đây, tới đây là mình đã ráp xong hai cái cầu vai rồi đây. Ở cái phần vai này nếu mà các bạn muốn cái vai nó rộng hơn thì mình sẽ móc thêm hàng nha. Mình sẽ móc thêm hàng. Nếu mà các bạn muốn cái phần vai nó rộng hơn thì mình sẽ móc thêm cái hàng vào hai bên vai này. Còn ở đây thì mình không có móc thêm hàng. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục tới cái phần thân dưới nhá. Cái phần thân dưới thì nó khá là đơn giản. Các bạn móc cái hàng họa tiết đầu tiên xong, rồi mình cứ móc lần lượt xuống. Thì ở đây cái khúc trước của mình nó có một cái đoạn khi mà chúng ta ráp cả hai cái miếng đai này rồi, hai cái đầu của hai cái đai này. Thì bây giờ mình sẽ dùng kim khâu len mình khâu lại nha. Các bạn sẽ khâu cái phần này rồi. Đây, bây giờ các bạn sẽ dùng kim khâu len để khâu lại cái phần này trước khi mà mình móc đến cái phần thân dưới nha. Thì đây mình khâu, mình lấy cái sợi này luôn. Và mình không có cắt sợi nha. Đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để khâu. Mình sẽ không có cắt sợi. Và mình sẽ lấy cái sợi đó móc luôn. Cũng không có cần phải mối nối. Đây các bạn kéo kéo một đoạn dài dài một xíu để cho nó đủ với cái này. Nó dư ra nha. Phần dư thì mình sẽ kẹp vô trong. Khi trong quá trình móc thì mình sẽ kẹp vô trong. Đây cái phần sợi dài đây, mình sẽ kẹp vô luôn trong quá trình khâu. Thì ở đây để nó tạo ra một cái đường gân giống như cái phần mà chúng ta móc thì mình cũng sẽ lấy nguyên cái cạnh trong của cái đường này thôi, cái cạnh trong của cái hàng móc này, của những cái mũi móc này. Còn phía bên này thì mình sẽ khâu hết luôn. Phía bên này là cái phía đầu mà chúng ta bắt bính đó, thì chúng ta sẽ lấy hết luôn. Còn phía mà cái hàng cuối cùng kết thúc thì mình sẽ lấy nguyên cái cạnh trong thôi, để nó tạo ra cái đường họa tiết nổi giống như những cái mũi kia. Thì đây bây giờ các bạn sẽ khâu lần lượt cho tới khi hết. Một mũi của bên này sẽ tương ứng với một mũi của bên kia. Và cái mũi của cái hàng kia thì mình sẽ lấy nguyên cái cạnh trong thôi, để cho nó nổi cái đường họa tiết lên nha các bạn. Cứ khâu lần lượt cho tới hết cái đường đai này. Tới đây là mình đã khâu xong rồi.
mình câu giáp xong rồi nó sẽ tạo ra, nó vẫn để lại một cái đường gân như thế này. Thì tại đây các bạn là mình rút kim ra thôi và mình sẽ móc luôn nha các bạn. Thì thế là mình sẽ không có cần phải lại mối. Mình dùng cái sợi cái đầu sợi dài này, cái đầu sợi mà nó gắn với cái cuộn len đó các bạn, gắn với cái cuộn đó để mình móc. Còn cái phần sợi dư thì trong quá trình móc thì các bạn kẹp nó vô. Mình sẽ cắt bớt đi cho nó dễ. Dài quá. Để chắc chắn thì mình sẽ thắt một cái nốt vào đây để đảm bảo nó sẽ không có tuột ra. Thì ở đây bắt đầu mình sẽ móc vào cái phần thân dưới nha các bạn. Sau khi mà mình đã khâu xong nếp của hai cái đai này vô nhau thì mình bắt đầu mình đi cái hàng họa tiết đầu tiên. Về cái họa tiết thì nó giống y chang cái phần họa tiết của thân trên nha các bạn, nhưng mà nó chỉ khác ở một chỗ, đó là cái họa tiết phần thân dưới chúng ta sẽ đi nhiều hơn, sẽ đi dày hơn nha, để đảm bảo là cái phần mông của mình nó được thoải mái rộng rãi, nó không có bị kích nha. Còn nếu mà với cái mẫu các bạn làm mẫu cho em bé, tức là các bạn làm mẫu cho em bé, thì do khi mà mình móc cái đai này mình đã đo theo cái vòng bụng của các bé, thì thường các bé nhỏ thì có cái bụng tròn thì cái vòng bụng thường là sẽ lớn, nên là khi mà mình móc cái đai này là mình lấy theo cái vòng bụng của các bé và mình đã có tăng thêm 1 xăng đến 2 xăng. Nên khi mà các bạn móc cái phần thân dưới của đầm mà móc mẫu cho các bé thì các bạn móc cái họa tiết y chang như cái phần thân trên luôn nha. Tức là mình cái độ dày của họa tiết mình móc y chang luôn. Mình cũng móc mà một họa tiết lớn cách một cái đường gân này, cách một cái họa tiết gân ở cái phần đai đó, thì mình móc một họa tiết nhỏ, mình cứ móc như thế nha. Đây giống như cái mẫu mà mình móc cho bé như mình đây. Mình cũng móc y chang phần thân dưới và phần thân trên, số họa tiết y chang nhau để cho cái đầm nó ra thế này. Còn với mẫu người lớn thì những bạn nào mà nhỏ người á mà không có mông á thì mình cũng có thể móc như thế. Tức là mình cũng có thể móc cái họa tiết, cái số họa tiết phần thân trên và thân dưới y chang nhau. Còn nhưng mà đa phần thì các bạn với mẫu người lớn thì mình nên móc cái họa tiết nó dày hơn. Mình móc cái họa tiết nó dày hơn để thứ nhất cái phần thân dưới thì thường là mông chúng ta sẽ lớn, thì đảm bảo khi mà chúng ta móc cái họa tiết dày hơn thì đồng nghĩa với việc là cái độ rộng của cái thân váy phía dưới nó cũng sẽ lớn hơn, thì đảm bảo rằng là cái mông của mình nó sẽ thoải mái rộng rãi và cái đầm của mình nó sẽ có một cái độ xòe vừa phải, độ xòe nhất định nha. Thì đây, ở đây mình đã móc đây này, cái họa tiết thì nó y chang cái phần thân trên nha các bạn, nhưng mà mình sẽ móc số họa tiết dày hơn. Đây, bắt đầu là một cái họa tiết lớn. Họa tiết lớn xong, mình họa tiết lớn là cái đường gân đầu tiên. Xong rồi tiếp tới cái đường gân thứ hai, mình sẽ móc họa tiết nhỏ luôn. Xong rồi đến họa tiết lớn, rồi đến họa tiết nhỏ, tức là mình móc liên tục, mình không có cách cái đường gân, không có cách cái đường gân giống như cái thân trên. Đó, nên là cái số họa tiết nó sẽ nhiều hơn. Vì cái đường họa tiết đầu tiên á, là cái đường nó quyết định tới cái độ rộng của cái thân dưới. Nên là các bạn sau khi mà móc được cái đường họa tiết đầu tiên rồi thì từ cái hàng thứ hai các bạn cứ móc y chang cái họa tiết của cái phần thân trên. Tức là mình không có tăng giảm mũi nữa. Tới chỗ nào thì mình đi cái mũi móc như thế nào thì nó quyết định ở cái hàng họa tiết dưới đây rồi, họa tiết đầu tiên đây rồi. Nên là sang hàng thứ hai mình cứ thế mình móc lên thôi nha, không có tăng giảm mũi gì cả. Còn nếu mà bạn nào mà các bạn muốn chắc chắn hơn nữa thì mình sẽ đo cái vòng mông của mình trước, sau đó mình sẽ móc thử để mình tính cái họa tiết nha, để đảm bảo là cái mông của mình nó vừa. Còn khi mà các bạn tăng cái lượng họa tiết như thế này rồi thì chắc chắn là nó sẽ vừa và rất là thoải mái luôn. Do là khi mà mình móc cái phần đai này
mình dùng cái kim nhỏ hơn là thứ nhất, và khi mà mình móc cái phần đai này các bạn đã lấy theo cái số đo lớn hơn rồi. Ví dụ như số đo vòng ngực lớn hơn thì mình lấy theo cái số đo vòng ngực, số đo vòng bụng lớn hơn thì mình lấy theo cái số đo vòng bụng. Thì cái phần trên này là mình móc cái họa tiết này là nó đã vừa rồi, nó đã vừa bụng vừa ngực của mình rồi. Đến xuống cái phần dưới cái họa tiết của mình nó tăng lên chắc cũng phải gấp rưỡi đó, nên là chắc chắn là sẽ vừa cái phần mông, thoải mái cái phần mông, trừ cái trường hợp mà bạn nào có phần vòng mông nó quá lớn, tức là nó quá lớn, nó không có cân đối với cái vòng bụng và vòng ngực của mình á, thì là nó sẽ bị kích thôi. Còn nếu mà dáng người bình thường, tức là không có quá lớn cũng không có quá nhỏ, thì cái vòng mông này nó, khi mà mình đi cái họa tiết, số họa tiết như thế này là cái vòng mông của mình nó rất là thoải mái luôn. Và cái phần dưới này nó sẽ tạo ra được một cái độ xòe nhất định nha các bạn. Thì các bạn cứ móc như thế, móc lần lượt như thế cho tới hết, cho tới hết vòng, hết vòng họa tiết thứ nhất. Xong rồi mình móc cái họa tiết, cái hàng họa tiết thứ hai. Cái hàng họa tiết thứ hai thì cái cách móc nó cũng sẽ giống với cái hàng họa tiết thứ hai của thân trên. Và mình cứ lặp lại hai cái hàng họa tiết như thế cho tới khi mà đủ cái độ dài của cái váy nha. Các bạn cứ móc lần lượt. Tới đây là mình đã xong cái hàng họa tiết đầu tiên của cái phần váy phía dưới, cái phần thân dưới. Đây, mình có đếm qua rồi. Nên là cái phần họa tiết của cái phần thân váy phía dưới với cái họa tiết của cái phần thân váy phía trên là nó gần gấp đôi luôn đó các bạn. Nên là các bạn yên tâm, nếu mà khi mà các bạn móc cái họa tiết nó dày như thế này, tăng lên như thế này, thì đảm bảo là cái mông của mình nó sẽ rất là thoải mái. Còn nếu mà bạn nào mà muốn nó ôm hơn một xíu, tức là nó ôm vào cái phần mông một xíu, thì các bạn đo số đo chuẩn xác của cái phần mông. Sau đó mình sẽ móc thử, tức là các bạn sẽ đo cái họa tiết này xem là một cái họa tiết của mình là bao nhiêu xăng. Xong rồi các bạn sẽ chia cái họa tiết trên này. Cái phần đai này là cái phần, cái hàng đầu tiên á, là cái hàng quan trọng. Để tại đây các bạn hách số mũi nha, để các bạn hách mũi, các bạn hách họa tiết. Ví dụ như các bạn đo xem một họa tiết của các bạn là bao nhiêu xăng. Giả dụ cái này của mình, một họa tiết của mình là gồm một cái họa tiết nhỏ và một họa tiết lớn đó, thì nó vào khoảng 2 xăng 7. 2 xăng 7 thì các bạn sẽ đo cái vòng mông, sau đó các bạn chia ra để xem cho mình cần bao nhiêu họa tiết để cho cái vòng mông của mình nó vừa. Và nó, nếu mà các bạn muốn nó vừa khít luôn thì mình sẽ đo. Nói chung là các bạn tùy theo cái sở thích của các bạn để các bạn điều chỉnh cái họa tiết phần dưới này nha. Để tại vì là khi mà mình đã móc cái hàng họa tiết đầu tiên thì bắt đầu từ những cái hàng sau mình sẽ không có điều chỉnh tăng giảm nữa. Nên là nếu mà các bạn muốn cái phần thân dưới nó xòe, hay là nó ôm, hay là nó hơi ôm ôm, thì các bạn sẽ điều chỉnh ngay từ cái hàng đầu tiên này. Các bạn sẽ điều chỉnh cái số họa tiết ngay từ cái hàng đầu tiên này nha. Và bắt đầu từ cái hàng tiếp theo thì mình cứ thế mình móc thôi. Mình cứ thế mình móc lên, lặp đi lặp lại hàng 1, hàng 2 cho tới khi đủ cái độ dài mong muốn. Trong quá trình móc thì mình sẽ không có tăng giảm mũi nữa, nên là cái phần này là cái phần hách mũi, nó rất là quan trọng. Nên là các bạn sắp, khi mà các bạn móc thì các bạn xác định là các bạn muốn móc ôm hay móc xòe để mình chia cái số họa tiết theo mong muốn nha. Và đây, ở đây mình cũng sẽ móc vòng quanh luôn, không có điểm kết, giống cái phần thân trên ạ. Giống cái phần thân trên mình cũng sẽ móc vòng quanh luôn. Đây, thì ở đây tiếp tục mình sẽ móc đến cái hàng họa tiết thứ hai. Về cách móc họa tiết thì nó giống y chang cái phần trên thôi, nên là các bạn cứ móc. Khi mà mình đã móc được cái hàng họa tiết đầu tiên, cái hàng họa tiết đầu tiên là cái hàng rất là quan trọng, và cái hàng quan trọng nhất quyết định tới cái dáng của cái phần thân dưới. Và khi các bạn đã tạo được chắc chắn cái hàng đầu tiên rồi thì từ những hàng sau mình cứ thế mình móc, không có phải lăn tăn gì nữa.
mình cứ móc cho tới khi nó đủ độ dài thì thôi. Đây, tới đây là mình đã móc đủ cái độ dài ở cái phần váy dưới theo cái số đo mà mình muốn. Ở đây thì cái phần này của mình là mình đang móc nó hơi xòe xòe, nên là cái phần thân váy dưới mình sẽ móc nó dài trên đầu gối nha các bạn. Với những nếu mà mình móc cái kiểu này thì mình nghĩ là các bạn nên để trên đầu gối, để cho trông nó sẽ nhìn nó baby, nhìn nó sẽ đáng yêu hơn. Còn tùy theo sở thích của các bạn nhé, các bạn móc cái độ dài của cái phần thân váy dưới theo cái sở thích của các bạn, có thể là trên đầu gối hoặc là dưới đầu gối, nói chung là nó ngắn dài là tùy vào cái mong muốn và cái sở thích của các bạn. Thì ở đây sau khi mà mình đã móc xong cái mũi cuối cùng thì mình sẽ đi một mũi trượt nha các bạn, mình sẽ đi một mũi trượt, mà mình sẽ trượt trượt vào cái bông tiếp theo nha. Tức là mình trượt vào cái bông tiếp theo chứ mình không có trượt vào cái mũi kế tiếp. Mình trượt vào cái bông tiếp theo. Là cách ra khoảng mình trượt luôn vào cái giữa và cái bông tiếp theo đi. Đó. Để cho cái khúc này nó bám vô. Nó sẽ phẳng hơn. Còn nếu mà các bạn trượt tại cái chân mũi kế tiếp á thì chỗ đấy chỗ này nó sẽ tạo ra một cái độ lõm. Tức là nó sẽ không có tròn, cái đường kết thúc của mình nó sẽ không được tròn đây. Ví dụ như các bạn kết thúc ở đây thì cái mũi kép của mình đấy nó sẽ bị trùng xuống. Đó, nên là mình sẽ trượt sang cái cách ra 1 2 3. Mình cách ra 4 chân đi. À, mình cách ra 3 chân đi, sau đó mình trượt. 3 chân là nó bằng cái độ cao của cái mũi kép đó để cho cái đường của mình đấy nó phẳng này. Đường này của mình nó sẽ đều nhau hơn. Sau đó các bạn trượt thêm 1-2 mũi trước khi mà mình cắt sợi. Các bạn đi thêm 1-2 mũi trượt trước khi mà mình cắt chỉ nha. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt sợi và mình giấu sợi. Sau khi mà đi mũi một vài mũi trượt thì các bạn sẽ trượt cắt sợi và mình giấu sợi vào bên trong. Phần giấu sợi thì các bạn cứ đi bình thường thôi, mình kéo ra 3 4 5 lượt gì đó để cho cái sợi của mình nó giấu về bên trong và nó đảm bảo là nó không có bị tuột ra. Và khi mà các bạn kết thúc cái hàng móc cuối cùng ạ thì các bạn có thể viền nhé, mình có thể viền luôn. Ở đây thì mình không có viền. Ở đây mình kết thúc bằng cái hàng họa tiết mà có cái bông lớn á thì nó sẽ đẹp hơn. Còn là nếu mà bạn nào muốn nó đẹp hơn nữa thì mình có thể viền. Nhưng mà ở đây thì mình kết thúc bằng cái họa tiết bông lớn rồi. Cái họa tiết bông lớn này nó có cái bông lớn nó cũng ra kiểu họa tiết sò, nó gần giống cái họa tiết sò. Nên là mình sẽ không có viền. Để như thế là nó cũng đẹp đấy á. Các bạn cứ kéo qua 4-5 lần gì đó cho cái sợi của mình nó đi vào sâu bên trong. Ở đây là mình đã hoàn thành xong cái sản phẩm của mình đấy nhá các bạn. Đây là cái phần thân váy dưới. Cái phần thân váy dưới